Lên ăn đi con. Con ngon mà. Em ngon này. Nào, con ngồi đây ăn. Quả gì đây mẹ? Quả dưa lưới. Rồi mấy anh em ngồi đây ăn xong rồi Bình để ý em hay em nhé. Cho mẹ đi nghỉ ngơi nhé. Mẹ tí giống như hấu. Cái này giống như hấu. Đi ăn đi con. Ngon không ngon? Ngon không Bình? Ngọt đúng không? Ủa sao lemon lại vứt ra thế này? Ngon. Ngon ăn đi, mon không thích à? Lemon không thích á. Cô Vi ăn hết ra, mẹ ra Vi nè. Nè mon ăn cái này nó ngọt nè mon nè. Ngon không Bình? Ngon. Ăn nhanh lên, ngon thì ăn nhanh lên. Ăn xong rồi trông em cho mẹ. Mẹ vô mẹ nằm tí ra mẹ đau đầu quá. Rồi xong hết rồi. Rồi bây giờ anh Bình ở lại trong em nhé. Cho mẹ đi dọn dẹp rồi mẹ nghỉ ngơi tí nhé. Vì ở đây ở lại trong mon với anh Bình nha. Không được tung tung nha. Cô Vi ngon để nhầm cho cô Vi ăn. Hai đứa em nặng nào mình ăn. Nào để em cho cái nào cô Vi. Để em cho cái nào, em không cho cái này. Cô Vi ngon nghịch quá. Thank you.
con đi 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 đi, đi xuống vườn cây chơi. Con đã tìm xuống vườn cây chưa? Chưa. Con ở đây là đợi mẹ đi xuống mẹ ẵm em về. Nhưng mà con biết lỗi của con chưa? Lỗi của con là lỗi gì? Con nói mẹ nghe nào. Mãi chơi điện thoại bên trong em như thế là hư. Nhiều khi em không lỡ em không phải ở dưới vườn cây hay là ở đâu thì ai bắt cóc em thì là phải làm sao, đúng không? Tí nữa mẹ ẵm em về rồi mẹ xin lỗi em nha. Bây giờ mình đi xuống vườn cây mẹ tìm em nha. Bình trong hai đứa mà bây giờ là hai đứa là đi chợ cây thế này đã rớt quần thế này này. Thấy không? Nào đi về nào. Đi về nhé, sắp mưa rồi. Bây giờ để mẹ đi tắm với hai em đã. Tí nữa là phải chơi với hai em cho thật vui nha chưa. Xin lỗi em đi. Rồi để mẹ đi tắm với em.